trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV cùng với anh dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi bìa, Võ Nguyễn Duy Khôi ngồi giữa và tôi là Lê Minh Nguyên. Đề tài anh em chúng tôi thảo luận ngày hôm nay là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn ở Quốc hội Cộng sản Việt Nam ngày thứ Tư 18 tây tháng 11. Trước đó thì ông đại biểu Trần Trọng Nghĩa nói là nhận viện trợ hay vốn vay ODA, tức là vay phát triển của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng không trả lời vào câu hỏi đó. Ông đọc một cái bài diễn văn rất dài, rất là vòng vo và không đi vào trọng tâm của một vấn đề nào hết. Nhưng mà cái phần mà liên quan tới Trung Quốc thì ông ta có nói là chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả mọi lĩnh vực. Và cái điều thứ hai để phụ bổ là đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia. Và điều thứ ba là tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị. Thì có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy có ông Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng là ông muốn trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản sau ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà có những cái sự tranh chấp nội bộ. Và chúng ta biết là trong cái sự tranh chấp nội bộ đó thì những phe phái đánh nhau rất là dữ. Mà trong đó chúng ta thấy những cái bên phía đảng, tức là phía chống ông Nguyễn Tấn Dũng, là có dùng những cán bộ lão thành để mà tấn công ông Dũng qua chuyện tấn công con gái ông là Nguyễn Thanh Phượng, và trong đó có nói là ông Nguyễn Tấn Dũng là phản đảng, là làm phá hoại đảng. Và chúng ta thấy vừa rồi thì có cái sự tấn công, mà cái người tấn công chẳng ai lạ hơn là ông Quy Đức, tức là nhà báo Quy Đức viết hai cái quyển là Bên Thắng Cuộc. Thì ông Quy Đức ông viết rất là nhiều bài, mà trong đó ông tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng qua cái vấn đề mà nhóm lợi ích ở cái ngân hàng Agribank, tức là ngân hàng nông nghiệp, và cái chuyện mà ông Trầm B, một cái ngân hàng nhỏ Southern Bank, tức là ngân hàng phương Nam, mà nuốt một cái ngân hàng lớn gấp bao nhiêu lần của mình là Sacombank, cũng như là dùng những cái du đảng để mà lấy đất của người ta rồi xong đó bán cái giá cao, lấy tiền đưa qua vợ của ông thiếu tướng công an là ông Tư Liêm, là em vợ của Nguyễn Tấn Dũng, đưa vào trưng mục của em vợ Nguyễn Tấn, vợ của ông Tư Liêm. Thì có những cái bài viết như vậy để đánh vào cái sân sau của ông Nguyễn Tấn Dũng. Mà trước đây chúng ta cũng thấy rằng ông Nguyễn Tấn Dũng ông đánh vào sân sau của ông Nguyễn Sinh Hùng, thí dụ như là cái ngân hàng Đại Dương của ông Hà Văn Thắm chẳng hạn là sân sau của Nguyễn Sinh Hùng. Thì thưa anh Khiêm, thì với những cái sự mà tranh chấp quyền lực như thế này, và chúng ta thấy là ông Nguyễn Tấn Dũng khi ông Tập Cận Bình qua đó thì không mời ai trong tứ trụ, chỉ mời ông Nguyễn Tấn Dũng qua Trung Quốc. Và ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái sự mà gọi là tiếp ông Tập Cận Bình thì ôm choàng bên đây choàng bên kia một cách rất là thân thiết. Và qua cái sự phát biểu này thì ông Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng là ông nghiêng về cái chuyện mà thân với Trung Quốc. Thì anh nghĩ đây có phải là một cái tactic, một cái chiến thuật của ông Nguyễn Tấn Dũng thôi, chứ còn thật sự thì ông cũng nghiêng về Tây Phương như anh trình bày hay không? Chúng ta nhìn đây là chúng ta nói về vấn đề chính trị. Yeah. Có nghĩa là cái đấu đá, cái hành động cũng như là cái thái độ chính trị của từng người. Mà nếu nói về vấn đề đây là vấn đề chính trị thì nó không có những cái mà chúng ta suy nghĩ bình thường gọi là nhân nghĩa lễ chí tín, hoặc là giữ đúng cái gọi là cái lời hứa. Đó là cái điểm mà chúng ta phải nhìn phân biệt rõ cái đạo đức chính trị và cái đạo đức bình thường. Cho nên nói là một chuyện, thực hiện trong tương lai là một chuyện khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là ông Nguyễn Tấn Dũng là một mình gọi là cáo già so với tất cả những cái cáo già khác ở trong Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Mà nếu cáo già đó thì tất nhiên là
nó có thể thay hình đổi dạng được chứ không phải không. Ông đó là một người mà biết gọi là gió chiều nào thổi theo chiều đó để mà đạt được cái lợi ích cho riêng mình. Và bây giờ cái gió chiều nào, cái gió là bây giờ cái dư luận ở trong nước, cái chống đối ở trong nước nó vô cùng mạnh mẽ đối với để cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Và ở trong nước đó thì ông đang bị những cái phần tử gọi là chống ông ấy, muốn loại ông ra khỏi cái chức vụ cao nhất mà ông mong được. Chức vụ đó là sẽ bảo vệ được gia đình và tất cả mọi cái của ông đang có. Cho nên ông phải biết dựa vào một cái thế lực nào đó. Cái thế lực đó là những đảng viên của Cộng sản Việt Nam không muốn ông ấy bị loại ông ấy, bởi vì ông ấy là cái người bảo vệ đảng mà. Và bây giờ ông cũng phải biết dựa vào một cái thế lực là Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc ấy sẽ có thể bảo vệ ông nếu ông được Trung Quốc hỗ trợ trong cái giai đoạn này thì nó đem lại nhiều lợi ích cho ông. Còn trong tương lai thực hiện những cái đó hoặc là ông ấy hứa với Trung Quốc cái gì đó thì một con người chính trị người ta có thể hôm nay người ta hứa ký này, ngày mai người ta có thể bỏ đi được, tùy theo cái áp lực ở trong nước và áp lực của những người Việt hải ngoại nó mạnh đến mức độ nào, dân chúng ở trong nước mạnh đến mức độ nào thì ông sẽ ngả theo chiều đó một cách dễ dàng chứ phải không. Vâng, dạ cảm ơn anh Kim. Khôi, theo vừa rồi ông Tập Cận Bình qua đó thì ông có hứa là cái nợ mà để mà vay của Trung Quốc 300 triệu để làm đường sắt, mà hai khoản, một khoản 300 triệu và khoảng 250 triệu để làm đường sắt thì để phát triển những lĩnh vực khác, nhưng mà bây giờ phải coi như để hỗ trợ cho vấn đề làm hai cái tuyến đường sắt, một cái là 300 triệu, cái 250 triệu. Và ông hứa là viện trợ trong 5 năm mà khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng gần 160 triệu đô la trong 5 năm để gì, giáo dục, trường học hay là sức khỏe. Thì những cái chuyến đi đó, qua cái chuyện mà giúp đỡ đó thì chúng ta thấy không có gì là lớn. Nhưng mà như anh Kim có nói là cái chuyện mà dưới gầm bàn là chuyện quan trọng, tức là những cái người mà liên hệ, người nào cũng được nhận có thể những cái số tiền cả 100.000 hay cả 1 triệu đô. Hồi đó tôi còn nhớ là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói đó, nếu mà một năm mà chi cho những cái 200 cái quỹ viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đó, một người chừng 2 triệu đô la thôi, thì 200 người mới có 400 triệu đô la, còn rẻ, rất là rẻ để mua cả cái nước Việt Nam. Bởi vì 200 người quỹ viên của Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là những cái người mà quyết định tất cả những vấn đề của Việt Nam. Thì 200 người, mỗi người 2 triệu thì 400 triệu thì Trung Quốc vẫn còn rẻ để mua. Thì không nghĩ như thế hả? Về ý kiến, về cái câu hỏi này của chú thì bây giờ cái tiền trợ cấp, tiền vốn đó chưa bàn đến chuyện dưới cầm bàn, nhưng mà tiền vốn đó đem về thì mấy ông cũng rút gần hết rồi, còn đem mà làm thực hiện công việc á thì chắc không biết còn được 1/10 hay không. Là rút gần hết rồi, đừng nói tới chuyện dưới cầm bàn nữa. Mà đây bây giờ chú nói thêm cái chuyện dưới cầm bàn nữa thì coi như là mấy ông này là vừa có ở dưới cầm bàn mà vừa rút trong đó nữa, thì là làm lợi cho mấy cái 200 cái người này. Anh chú nói còn về người dân á, thì lúc nào cũng mong ai xây cho mình cái cầu hay làm cho mình cái đường để mình đi cho tốt, nhưng mà tiền thì có, vốn thì thấy cho mượn hoài mà sao xây hoài chưa xong. Đó là người dân mình cứ thấy như thế. Khổ cho người dân mình thôi chứ. Nhưng mà có một cái này nói nữa là không biết Khôi thấy như thế nào, nói là khi mà cái tiền nó vô á thì nó đi từ trung ương, nó đi tới là cái địa phương mà thực hiện công trình. Thì từ trung ương tới địa phương thực hiện công trình đó, thì thấy 100 triệu thì đó, trung ương đó, đi qua từ trung ương tới địa phương là nhiều tầng, mỗi tầng thì nó ngắt chừng 10%. Thì nó ngắt 10% đi xuống, nhiều tầng đi xuống tới cái tầng thực hiện công trình thì 100 triệu chắc còn chừng 10 triệu. Không nghĩ sao? Cái chuyện đó là có thể
là đang xảy ra chứ không phải có thể nữa. Mà nếu còn có 10 triệu mà xuống cái tầng đó rồi thì mấy ông ở cái tầng đó cũng phải lấy trước nữa, rồi đem ra làm nữa chắc còn được chừng 1-2 triệu quá chứ. Cảm ơn Khôi. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, anh em chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.